warehouse of information. Được mua trái sung, không được mua sầu riêng. Ok, ăn cho thỏa mồm. Táo tàu hả? Táo tàu hả? Trái táo hả? Khóm hả? Khóm được mua không vậy? Có được mua khóm không? Cô hạt cát có party. Party and I mean on 26 in January 26th là thứ mấy, thứ năm phải không? January 26th là thứ mấy, gần tới rồi. Today is Wednesday 22nd, thứ sáu này hả? No, chủ nhật phải không? Yeah, chủ nhật, right? On Sunday, coming Sunday. Chủ nhật này nha các anh chị, lúc 8 giờ tối. Không biết giờ này giờ Việt Nam hả ta? Không, cô Hạt Cát để như vậy là giờ Việt Nam 8 giờ tối phải không? Hay là 8 giờ của Tiểu My? Hay là 8 giờ bên Mỹ? Chắc giờ Việt Nam phải không? 8 giờ tối chủ nhật có nghĩa là 8 giờ, 7 giờ sáng của Tiểu My hả? Sao sớm quá vậy ta? Phải không? Giờ của cô Hạt Cát hay là giờ Việt Nam? Nghĩa là 8 giờ tối chủ nhật hả? It's not fair. Nếu 8 giờ tối chủ nhật là, nếu 8 giờ tối chủ nhật là 7 giờ sáng chủ nhật của Tiểu My, chủ nhật là Tiểu My đi nguyên ngày đâu có party được. It's not fair to me. It's okay, kệ đi, miễn các anh chị vui là được rồi. Right? Okay, now we continue with the reading. Do you know why I pull you over? Các anh chị còn nhớ bài này không? We're in the middle of the reading, right? Có mà quên rồi. Nhớ chết liền hả? Nhớ chết liền hả? Cái đó là nói xạo. Bây giờ chị My không có tin nữa đâu. Ai nói chứ? À, nếu như vậy là chết liền đi. Hay là tôi mà nghe là chết liền gì mà chết liền là không có tin nổi rồi đó. Chê, không tin nổi rồi đó. School zone. Okay, where we are last week. Okay, hình như mình đọc hết rồi thì phải. Đọc hết chưa các anh chị? Hả? Did we finish this reading? Các anh chị nào nhớ không? Chúng mình nhớ đọc hết rồi mà. Yeah, đọc hết rồi. Yeah, nếu mà pass là có nghĩa là đọc hết rồi. Ok, đúng rồi, nhớ rồi. Hôm nay mình sẽ qua cái phần thứ hai. Ok, ai không có bài đó thì nói yeah, nói khu gấu gửi bài cho. Yeah, nhớ rồi, cảm ơn khu gấu reminding me. Khi mà cái bài mà phải không hả? I'm sorry, thật sự Tiểu My không nhớ Tiểu My tới đâu nữa. Hình như đọc hết rồi phải không? Yeah, đọc xong rồi, cảm ơn cô gấu. Hôm nay mình phải qua cái phần listening and understanding. Nghĩa là hôm nay mình sẽ nghe
Và nếu mà các anh chị hiểu thì đánh số 1, nghe nguyên câu luôn. Phải không các anh chị? Tell me. Phải không? Mình đọc hết bài này rồi, phải không? Yes, khi mình nhớ rồi. Đọc hết bài này rồi. Cho số 1 tùm lum hả? I feel sorry for you, handsome, because you were not here last week. Ok, bây giờ mình qua cái phần listening. Officer, good morning, ma'am. Okay, let me review quickly, okay? Let me read over quickly one time. Good morning, officer. What's the problem? May I have your license and registration, please? Of course. Could I ask why you stopped me? Không ai, nếu không ai nhớ thì Timmy review lại đó. Well, ma'am, do you know what the speed limit is? Bà có biết tốc độ giới hạn là bao nhiêu không? Mem là madam á, madam, mem là madam á, viết tắt á. It's 45. Officer, I wasn't speeding. I know I was doing just under 45. Do you know that this is a school zone? I'm sorry, what? This is the school zone, and ma'am, and the speed limit is 25, not 45. Okay, this is a long story. Okay? That was several blocks back, ma'am. This is the school zone, and the speed limit is 25. The school zone, what do you mean? What do you mean? Khu vực trường học hả? Ông nói gì? Ông nói thế nghĩa là gì? Okay, a school zone is any street that borders the grounds of the school, or where kids usually cross the street with their way to the school. That side all over. Khu vực trường học là bất cứ cái con đường nào mà bao bao vây cái khu đất của cái trường. Okay. Hay là cái nơi mà những đứa trẻ thường băng qua đường trên con đường tới trường. Và có rất là nhiều cái bảng khắp nơi hết trường. Cái bảng, cái sign này là cái bảng mà nó đề là school zone 25 speed limit, đại khái như vậy. Thường thường cái bảng đó nó đề là school zone 25, chỉ có cái số bự là mọi người đều hiểu là khu vực trường học chỉ chạy 25 mai một giờ mà thôi, đại khái như vậy.
Và cái bảng nó khắp nơi hết trơn, nó khắp nơi chung quanh cái khu đất của trường, chứ không phải chung quanh cái trường, chung quanh cái khu đất. I understand that, ma'am, but it's every driver's responsibility to know the traffic laws. Now it's you. If you just give me a minute, I'll be right back with your license and registration. A few minutes later, tôi hiểu bà nói, thưa bà, nhưng mà mỗi người tài xế phải có bổn phận. Nhưng mà đó là bổn phận của mỗi người tài xế phải biết luật giao thông. Bây giờ nếu mà bà cho tôi 1 phút, tôi sẽ trở lại với cái bằng lái và cái giấy chủ quyền xe cho bà. 1 phút sau đó, 1 vài phút sau đó, he come back and say, "Okay, ma'am, I'm going to give you a citation for speeding in a school zone." Tôi sẽ cho bà một cái giấy phạt, okay, về cái tội mà chạy quá tốc lực trong khu vực trường học. Không phải chạy quá tốc lực mà chạy chạy quá giới hạn, chạy quá cái tốc độ giới hạn trong khu vực trường học. "But officer, I already explained that I didn't know it was." Nhưng mà thưa ông cảnh sát, tôi đã cắt nghĩa cho ông rồi, tôi không biết. Nói là phải nói tới đó bị ông cảnh sát ông chặn lại, ông cử. "Ma'am, I'm sorry about that." Sorry, rớt rồi. "But you really need to pay closer attention to the signs, especially in areas you're not familiar with. I locked you at 43 and the speed limit is 25. Luckily, the kids are in class now." But, ông nói tới đó là bà chặn ông lại. Có qua có lại mới tỏ lòng nhau. "Thưa bà, tôi xin lỗi về cái chuyện mà bà không biết là khu vực trường học đáp ở đây là như vậy. Nhưng mà bà thật sự phải cần chú ý nhiều hơn, closer attention có nghĩa là chú ý gần hơn hay là chú ý nhiều hơn về những cái bảng hiệu đó, những cái bảng đó, đặc biệt nhất là trong cái khu vực mà bà không có quen, không có lái xe quen, là khá gì. Tôi lót bà, nghĩa là tôi cái gì sao ta? Lót là khi mà bà chạy với cái tốc độ 43 thì ổng bấm cái nút liền. Cái máy mà nó dò 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 coi mình chạy bao nhiêu tốc độ một một giờ, khi mà mình chạy qua cái máy đó thì tự động cái máy nó nhảy 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 số á, thì nó nhảy tới 43 là ông bấm cái nút liền. Cái nghĩa là như vậy đó, và bắn tốc độ đó, bắn tốc độ đó, đúng rồi đó. Khi ông bắn rồi ông bấm nút nữa nha. Nhiều khi bắn chưa có bấm nút thì nó không có kể, ông bấm nút thì cái số đó nó sẽ ngừng. Và nó vô cái record của cái máy. Và cái tốc độ trung bình đó là 25. May mắn làm sao những đứa trẻ thì nó đang ở trong lớp bây giờ. Nhưng ông mới vừa nói nhưng nhưng ở đây có nghĩa là tuy nhiên tôi cũng sẽ phạt bà đã khá vậy. Ông mới nói chữ bớt cái sao bà la lên liền và chặn lời. "Officer, this isn't fair." Thưa ông, không có công bằng gì hết. Thế bà la lên như vậy. Thì ông cảnh sát ông trả lời, "Ma'am, I'm going to ask you nicely not to
argue with me and noted that you're also missing a headlight and you don't have your seatbelt on either. I can give you a ticket for the violation or just a warning. Thưa bà, tôi đang hỏi bà một cách rất là lịch sự, không có cãi với bà. Và tôi cũng nhận ra rằng bà cũng không có cái đèn ở phía trước, không có một cái đèn ở phía trước. Nghĩa là đèn phía trước của bà hư rồi, hay nó không cháy, hay là nó bị rớt ra hay gì đó, whatever, I don't know. Và bà cũng không có thắt dây nịt nữa, cũng không có thắt dây nịt nữa. Tôi có thể cho bà một cái giấy phạt về những cái tội này. Cái violation nghĩa là xâm phạm, nghĩa là phạm luật á, okay. Hoặc là một cái giấy cảnh cáo. Nhưng mà ông chỉ cho bà một cái ticket về cái speeding mà thôi. Hiểu gì vậy? Bà nghe vậy bà hoảng hồn, ok, nghĩa là ông tha bà đến hai tội lận. Bà hoảng hồn bà nói: "Oh, I'm sorry." Hoảng hồn xin lỗi liền: "Officer, I don't mean to argue. Tôi xin lỗi ông, tôi không có thật sự không có không có muốn mà gây với ông. Tôi không có và tôi không có ý muốn tranh luận với ông." Nói như vậy. "Officer, if you disagree with this citation, it's your right to file it in court. All of that information is on the ticket. You can also call the number listed there." Nếu mà bà không có đồng ý với cái giấy phạt này, okay, thì đó là cái quyền của bà để chống ở ngoài tòa, ra tòa cãi hay làm gì làm. Tất cả những cái thông tin đó đều ở trong cái giấy phạt hết. Thông tin là có số điện thoại, có địa chỉ ở tòa đồ này kia, rồi bị phạt làm sao. Ở trong cái citation nó để đủ hết trơn á. Lúc đó mấy giờ, ngày nào, thời tiết làm sao, đặc biệt nó cũng phải để thời tiết vô nha các anh chị. Nhiều khi nhờ cái thời tiết đó mà mình được tha đó. Thí dụ như trời có sương mù hay là trời mưa hay là gì, nó có để thời tiết vô luôn. Thế nghĩa là tất cả những cái thông tin về cái vượt quá tốc độ của bà nó để trong đó hết. Và có số luôn, có số điện thoại luôn. Thành ra bà có thể gọi cái số điện thoại mà nó ghi ở trong đó. Ok, thank you officer. Được rồi, cảm ơn ông. "Have a nice day, and please, ma'am, be more careful about the speed limit. If there were children around, it could have been much worse than just a ticket." Chúc bà một ngày đẹp. Và làm ơn, thưa bà, cẩn thận hơn về cái tốc độ giới hạn. Nếu mà có những đứa trẻ chung quanh thì không phải là chỉ là thì nó có thể cái vấn đề nó còn tệ hơn, chứ không phải chỉ là một cái giấy phạt mà thôi đâu. Ý câu này là như vậy. And Catherine: "Okay, thank you officer." Cảm ơn ông. Là như vậy. Okay, đó là cái bài reading. Bây giờ mình sẽ nghe nha các anh chị. Okay, you're going to listen to the audio. And you listen every single one. I mean one by one. If you understand it, the whole thing, you bring the one, okay? If just understand part of it, bring the five. And if you not, I'm sorry, if you don't understand at all,
Bring the zero. Có nghĩa là các anh chị sẽ nghe từng câu một, ok? Nếu mà câu nào hiểu thì các anh chị sẽ đánh số 1. Đó là tại sao có nhiều số 1 hồi nãy. Someone asking, was asking. Nếu hiểu một phần hay hiểu phân nửa hay hiểu vài chữ cũng được thì đánh số 5. Ít nhất mình cũng hiểu, right? Nếu không hiểu gì hết á, thì đánh số 0. Hiểu có nghĩa là gì? Các anh chị không cần hiểu từng chữ một, mà các anh chị hiểu cái đại ý nguyên cái câu đó thì đánh số 1. Ok, ví dụ như cái câu ok, thank you officer. Nếu các anh chị hiểu hết đại ý là ok, bà nói là ok, được rồi, cảm ơn ông, thì đánh số 1. Còn nếu các anh chị chỉ hiểu cái officer hay là chỉ hiểu cái thank you thôi mà không hiểu officer là gì, các anh chị nghe loáng thoáng là ồ cảm ơn, còn officer là gì ta, không hiểu, thì đánh số 5. Ok, right? Còn nếu mà các anh chị cũng không hiểu ok là gì, thank you là gì, officer là gì, thì đánh số 0. Ok, đó là câu ngắn. Còn câu dài cũng vậy. Ví dụ như các anh chị một cái câu dài, chắc để mình cut cái này ra quá. Ok, thí dụ như câu này đi, câu này hơi dài dài tí xíu đi. I'm sorry officer, I don't mean to argue. Các anh chị hiểu I'm sorry officer, hiểu tới đây. Còn I don't mean to argue là gì, không hiểu. Các anh chị không cần hiểu, phải hiểu I là gì, don't là gì, mean là gì, okay, không cần. Mà nó nói nguyên một loạt như vậy mình không hiểu gì hết trơn á. Mặc dù mình hiểu chữ I mà mình không hiểu mấy chữ kia, thì các anh chị sẽ đánh số 5. Thế okay. Hiểu đây là hiểu đại ý chứ không phải hiểu từng chữ. Anh chị hiểu cái cách mà mình cho điểm rồi phải không? Phải không? Ok, rồi. Bây giờ bắt đầu nha. Are you ready? Chưa rõ lắm hả? Thì cat. À, chán quá. Bây giờ nó như vậy. Ok, làm lợi nè, làm lợi nè. Không cần hiểu từng chữ, hiểu cái đại ý là được rồi. Ok. Thí dụ câu này. Do you know? Hiểu phải không? Do you know, mình hiểu phải không? Không cần phải hiểu do là gì, you là gì, know là gì, không cần hiểu như vậy. Ok. Do you know? Hiểu. Why I pull you over? Ok. Không hiểu why I pull you over là gì. Mặc dù mình hiểu chữ I mà mình không có hiểu Why I pull you over là gì? Có nghĩa là mình chỉ hiểu cái do you know mà mình không có hiểu cái phần sau thì đánh số 5. Còn không hiểu do you know là gì hết, rồi cũng không hiểu cái phần sau luôn thì đánh số 0. Mặc dù các anh chị hiểu cái chữ you là gì, okay? Nhưng mà do you know là không biết là gì. Hiểu đây là phải hiểu cái đại ý, okay? Chứ không phải hiểu cái chữ. Thì mình không có bắt các anh chị phải hiểu do là gì, you là gì, no là gì, phải hiểu từng chữ như vậy, không cần. Thí dụ người ta nói do you know, mình nghe chữ you mình hiểu mà mình không biết người ta đang hỏi mình cái gì hết trơn á, thì đánh số 0. Ok. Yeah, đúng rồi đó Kat. Do là gì, you là gì thì hiểu, mà no là không hiểu. Do you know? Biết cái người này hỏi mình cái gì đó. Biết cái người này đang hỏi mình cái gì đó mình mà không hiểu ổng hỏi mình cái gì hết trơn thì đánh số 0. Thế okay. Chứ không phải hiểu chữ you là đánh số 5, phải hiểu cái đại ý kìa. Thế okay. Right. Các anh chị hiểu rồi phải không? Tại vì nhiều khi đó
Các anh chị nào mà khá khá tiếng Anh, các anh chị có đồng ý không? Khi mà mình nói chuyện với người ta đó, nhiều khi người ta nói một loạt, mình không có hiểu từng chữ được, nhưng mà mình hiểu người ta nói gì. What are you doing for a living? Các anh chị hiểu câu này nghĩa là gì không? What are you doing for a living? Mình hiểu từng chữ nào. What are you doing for a living? Mình hiểu là ổng đang nói cái gì nhiều quá, nhưng mà mình hiểu ổng nói mình đang làm nghề gì. Ổng ý không nè, thấy không? Đó, mình không hiểu từng chữ nhưng mà mình hiểu cái đại ý ổng đang nói mình làm cái gì. Ok, hiểu không nè? Giờ các anh chị hiểu cái cách để cho điểm phải không? Bây giờ nghe nè. Okay, let me open the let me play the audio. Let me do right. Yeah, right here. Let me bring it up. Okay, bây giờ làm thử nha. Okay. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Okay, để nói cái luật trước. Không được cọc dê nha. Không được cheating. Không được copy and paste. Okay. Không được PM. Không được đánh ở trong PM rồi 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 paste ra ngoài, okay. Không được liếc qua liếc lại. Right. Okay, nhớ điều này nha. Rồi, bắt đầu. Để tụi mình give me a second, okay? Let me test cái audio first. Ok rồi, cái audio nó hơi bị static một chút xíu, nó hơi bị nó hơi hơi echo một chút xíu, nhưng mà tụi mình nghĩ các anh chị có thể nghe được. Tại lúc mà tụi mình thâu, tụi mình quên tắt cái echo đi thì phải. Ok, now ready. I can give you. Get set and go. Good morning, ma'am. Bring the number đi. Không nghe hả? Oh, không được. Không được đánh chữ nha. Chỉ đánh số thôi. Okay. Chỉ đánh số thôi. Good morning, ma'am. Right. Nó hơi bị echo một chút xíu. Nhưng mà nếu mà hồi tuần rồi á, tỉ mình nói các anh chị phải đọc bài này ít nhất 20 lần, phải không nè? Hả? Nếu mà các anh chị không đọc bài thì không thể nào mà các anh chị nghe nổi hết trơn á. Okay. I'm sorry. Dạ, nếu chưa đọc bài thì thôi đánh số 0 cho rồi đi. Đánh một dọc số 0 luôn cho rồi đi. Okay. Thấy không? Các anh chị á, muốn nói được tiếng Anh thì các anh chị phải làm theo lời Tiểu My. Tiểu My dặn các anh chị làm gì thì các anh chị phải làm, các anh chị không làm thì không thể nào mà các anh chị nói tiếng Anh được hết trơn á. Ta nói học thì phải hành. See? You always give me an excuse. Lúc nào cũng có lý do chính đáng. Hồi tuần rồi biết không, Tiểu My nói các anh chị có hứa là đọc ít nhất 20 lần không? Đánh số 1 ào ào lên luôn, làm Tiểu My khoái thì thôi á. Còn đòi nói chuyện như gió nữa, trời đất ơi. Thế
Không, Tiểu My nói ai ở ở trong room này hồi tuần rồi kìa. Tuần rồi Tiểu My nói nhớ về đọc ít nhất 20 lần nha. Hồ hởi mà đánh số 1 lia lịa lên. Lia lịa lên, tuần này thì không biết gì hết trơn, chán các anh chị quá đi. Các anh chị, đây là cái cách mà mình học để nói tiếng Anh, học Anh văn nó đại khái như vậy. Trước nhất là mình phải bắt chước. Bắt chước là mình sẽ đọc theo người ta nói, ok? Người ta nói thế nào thì mình sẽ đọc theo. Bắt chước ở đâu? Bắt chước là những cái bài Tiểu My đang cho các anh chị nè. Ok, và hồi tuần rồi mình đã đọc cái bài này rồi. Bắt chước nghĩa là mình đọc theo, mình nói theo, phải không các anh chị? Đấy, đó là cái cách bắt chước thứ nhất. Sau đó đó là mình, khi mà người ta nói một cái câu gì mà mình không hiểu, mình không biết, nhưng mà đến chừng mà mình hiểu, mình biết rồi thì mình phải lặp lại cái câu đó càng nhiều lần càng tốt. Thí dụ như cái câu, để Tiểu My cách nghĩa cái cách học tiếng Anh. Thí dụ như cái câu I tell you what, thí dụ câu này đi. Okay. Lần đầu tiên người ta nói I tell you what, mình không hiểu người ta nói gì, thì mình nói người ta, bạn có thể lặp lại được không, và bạn cắt nghĩa cho tôi biết là cái câu này nói gì hay không. Đấy, thì cái người đó sẽ lặp lại và mình sẽ bắt chước người ta nói. I say I tell you what, could you repeat it, và mình sẽ lặp lại. Đó là cái phần tập đọc, phải không các anh chị? Right, phải không? Mình lặp lại có nghĩa là mình tập đọc rồi đó. Nếu mà mình lặp lại sai thì người ta sẽ sửa mình. I tell you what, right? Thành ra mình lặp lại. Và khi mà mình lặp lại đúng rồi đó, đó là cái phần reading, tập 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 đọc á. Và khi mình lặp lại mà mình đọc sai thì người ta sửa mình, right? Và khi mà mình lặp lại rồi thì mình phải hỏi người ta, ô cái câu này nghĩa là gì, phải không? Người ta sẽ cắt nghĩa cho mình biết, ô cái câu này nghĩa là tôi muốn nói với anh cái chuyện gì đó. Okay. Rồi khi mà mình hiểu, ô thì ra anh là như vậy rồi đó. Mình mới lặp lại cái câu này càng nhiều lần càng tốt. Okay. Lặp lại đến chừng nào mà mình nhớ và mình thuộc luôn thôi thì lần sau mình gặp chuyện mình sẽ nói được. Hey, I want to tell you something, hay là I tell you what. Okay? Các anh chị hiểu không? Đó là cái cách mà học tiếng Anh từ đầu. Hôm qua có người nói là ôi, giúp em học tiếng Anh từ đầu. Học tiếng Anh từ đầu là như vậy, không phải học tiếng Anh từ đầu giống như học tiếng Việt, giống như là bắt đầu học 24 chữ cái rồi học cách đánh dần rồi này kia kia nọ, không phải như vậy. Okay. Khi mà mình đọc được rồi, mình hiểu được rồi, mình phải lặp lại cái câu đó càng nhiều lần càng tốt để mình nhớ luôn. Phải không các anh chị? Để mình nhớ câu đó luôn, đó là cách mình bắt chước, mình học một câu tiếng Anh là như vậy. Các anh chị đồng ý với Tiểu My không nào? Right. Không phải học tiếng Anh ban đầu, đầu tiên là mình phải học từ từ mới. Mình học từ mới là waste cái time. Em chỉ dở từ điển mỗi ngày mình học 10 từ. Đó là waste cái time, tại vì trong 10 từ đó nhiều khi mình áp dụng chỉ có một hai từ thôi, phải 8 từ kia là uổng giờ không? Right. Hay là học grammar. Bắt đầu học tiếng Anh phải học ngữ pháp để biết cách mà đặt cái câu, cái cấu trúc một câu. No way. Các anh chị muốn học ngữ pháp thì các anh chị phải biết tiếng Anh khá khá rồi học ngữ pháp nó mới vô. Right. Phải không? Các anh chị đồng ý không nào? Thành ra muốn học nói và học tiếng Anh, đầu tiên là mình phải học bắt chước. Ok. Bắt chước có nghĩa là người ta nói sao mình phải lặp lại, mình phải bắt chước. Và khi mà mình lặp lại, mình hiểu và mình lặp lại đúng
Thì mình phải đọc cái câu đó nhiều lần và phải nhớ luôn. Thế thì trong cái giờ này với Tiểu My đó, thì đó là cái cách mà để các anh chị học Anh Văn với Tiểu My. Thế và Tiểu My nói gì các anh chị phải làm. Cái bài này mà các anh chị không nghe được là tại các anh chị chưa có đọc nhiều lần. Mình đã qua cái phần mà tập đọc rồi, và các anh chị đã hiểu rồi, và các anh chị đã đọc đúng rồi. Thì cái phần thứ hai là các anh chị phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Và bảo đảm các anh chị mà đọc ít nhất 20 lần á, thì bây giờ dầu cho ổng có nói cái giọng nào đi nữa, cái accent nào đi nữa, các anh chị cũng hiểu. Ví dụ như các anh chị đọc cái câu I tell you what, 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 đọc vậy hoài đi, thì tự nhiên các anh chị nghe một người nào đó nói cái câu đó là các anh chị hiểu liền. Dầu cho ổng nói I tell you what, I tell you what, I tell you what, các anh chị cũng hiểu phải không? Đồng ý không nè? Phải không? Dầu cho ổng nói cái giọng giọng Anh, giọng Canada, giọng Úc, giọng gì đi nữa mình cũng hiểu. Tại cái câu đó trời nó vô đầu mình rồi. Bây giờ ổng có đang hấp hối mà ổng nói I tell you what. Thí dụ ổng có đang hấp hối ổng nói mình cũng hiểu nữa. Phải không nè? Phải? Phải không? See? Thành ra cái vấn đề chánh á, là sau khi mà mình bắt chước cái câu đó người ta nói rồi thì mình phải thuộc lòng, nghĩa là mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho nó vô đầu của mình. Okay. Chứ đừng có nói mà tôi đọc bài này rồi mà ổng nói tôi không hiểu, cái đó là xạo. Ổng tin chắc hôm nay nhảy lên giường ngủ tiếp quá, tại các anh chị không chịu học bài. Ghét quá à. Giờ muốn làm gì nè? Hả? Giờ muốn làm gì nè? Tại các anh chị bây giờ có nghe các anh chị cũng đâu hiểu đâu, mất giờ quá đi. Ghét thì thôi. Nào không học úp mặt vào tường, đừng nói thằng hơi nặng, nó đứa nào thế, đứa nào không học. Bí quyết học từ vựng gì khác không có được nói chuyện ra ngoài đề. Học từ vựng là các anh chị cứ cứ tự học đi, lật từ điển ra rồi mình học. Làm theo Tiểu My bắt chước từng câu có nghĩa là các anh chị vừa đang học từ vựng mà vừa đang học grammar, mà vừa đang học speaking luôn. Rất là hay các anh chị. Phải không nào? Right. Mình bắt chước một câu có nghĩa là mình đã học từ vựng ở trong câu đó rồi. Phải không? Yeah, phải học cả câu luôn, đừng có học từng chữ. Mình đang bắt chước một câu có nghĩa là mình đã đang học từ vựng của câu đó rồi. Thế okay. Ai đọc cái bài này 20 lần đánh số 1 giùm Tử My đi, please. Hả? Đánh số 0. Ok, what we can. Còn ai nữa, có 2 người thôi. Hồi tuần rồi Tử My nhớ trong room đông lắm á, gửi bài ra ào ào luôn á, mà rốt cuộc chỉ có 2 người thôi, chán. Không lẽ mấy chục người hồi tuần rồi đã mất tiêu rồi, giờ thế vô bằng mấy chục người mới, hay là đổi nickname? Hay là đổi nickname biết không? Mình không có đọc bài nên mình đổi nick khác. Mình đổi nick khác đặng cho cổ không biết phải không? Thì các bữa nay hình như mấy cái anh chị tuần rồi không có cái nick hồi tuần rồi Tiểu My không có thấy nha, thế toàn là nick mới không à, chán thì thôi. Yeah, vậy chứ mấy anh chị hồi tuần rồi đã mất hết trơn rồi, đệ tử cái bang, answer me please.
Đồng ý, có vài anh chị mới vào làm mấy cái nick mới, Tiểu My mới thấy, đâu có biết được, rủi họ đổi nick làm sao. Ghét quá. Ok, anyway, we do it anyway, ok. Để thử coi các anh chị cái đâu nha. That's pretty good, Ken and Quốc Quý. Cho Khanh và Quý Quy mỗi người cái bông hồng nè, thế cho mỗi người cái bông hồng nè, thế see, you see how nice thấy hôm Tom Cruise. Ok nào. Các anh chị nghe thử anyway, ok. Anyway nghĩa là gì? You're going to do it anyway nghĩa là gì các anh chị? Không phải bằng mọi giá. Có nghĩa là dù cho các anh chị có đọc bài hay không đọc bài thì mình cũng làm cái chuyện này, ok. Và dù cho các anh chị cứ nhớ cái anyway là như vậy, dù cho các anh chị có đọc bài hay không đọc bài, mình cũng sẽ làm cái phần này là phần listening, ok. Rồi bắt đầu. Good morning, ma'am. To bring the number, please. Đánh số đi, nếu hiểu. See, thấy Khanh không? Good morning, ma'am. Good morning, officer. Đánh số không. Let's see, let me bring it up here. What's the problem? May I... What's the problem? Problem? May I have your license and registration, please? Of course. Này hơi nhanh thì phải. Yeah, mặc dù nó hơi rè nhưng mà nếu mà các anh chị có đọc bài, các anh chị vẫn hiểu như thường. Thấy Khanh không? Thấy Khanh 32 không? Chỉ khi nào các anh chị không đọc bài thì nó hơi khó với các anh chị, ok. Phải không Khanh? Khanh hiểu phải không? Đấy. Để mình nói rồi. Khi mà các anh chị có đọc bài thì nó giàu cho nó có đọc cách nào đi nữa các anh chị cũng hiểu. Câu mới vừa nói là như vậy. May I have your license and registration, please? Of course. Could I ask why you stopped me? Anyone else? Of course, could I ask you why you stopped me? That's what she said. Well, ma'am, do you know what the speed limit is? Mình hiểu well ma'am, mà mình không hiểu khúc sau thì đánh số 5. Yeah, 4-1 thì đánh số 5. Ok, hiểu khúc đầu mà không hiểu khúc sau, hiểu khúc sau không hiểu khúc đầu hay hiểu khúc giữa thì đánh số 5. He say, well ma'am, do you know what the speed limit is?
It's 45, officer. I wasn't speeding. I know I was doing just under 45. Okay, this is a long one. Let me cut it off, okay? Me? Well, ma'am, do you know what the speed limit is? It's 45, officer. I wasn't speeding. Today for the basic English and today for the grammar. Okay, she says it's 45, officer. I wasn't speeding. And next one. I know I was doing just under 45. Very good. I know I was doing just under 45. And next one. Do you know that this is a school zone? Do you know this? Do you know that this is the school zone? I mean, John. Next one. I'm sorry, what? Con thì nghe được mà phải không? Anyone else? I'm sorry, what? What was he said? What was he asked? I mean. This is a school zone, ma'am. The speed limit is 25, not 45. Chị thấy ông Ken, Ken đọc bài đó, thành ra he she's almost bring the one the most, right? Phải không Ken? Khi mà đọc bài thì hiểu phải không? Còn các anh chị mà đánh số 1, các anh chị hiểu là tại vì các anh chị đã biết tiếng Anh, các anh chị đã từng nghe những cái câu này, những cái chữ này rồi, okay? Còn các anh chị nào mà chưa bao giờ nghe thì các anh chị không hiểu là đúng rồi. Okay, next one. Yeah, he said this is the school zone, ma'am. And the speed limit is 25, not 45. Okay, next one. But I just saw a sign. It said 45. That was... I'm sorry. Let's repeat it. School zone, ma'am. The speed limit is 25, not 45. No. But I just saw a sign. It said 45. She said, but I just saw a sign. It said 45. That was several blocks back, ma'am.
That was several blocks back, ma'am. This is a school zone, and the speed limit is 25. Tụi mày hiểu hết trơn á. Tại vì tụi mày đọc cái bài này cả trăm lần. Dầu giờ cho nó có nước cục đi nữa, nó nói tụi mày cũng hiểu như thường. Nhiều khi tụi mày còn hiểu trước nó sẽ nói gì nữa. Dạ, các anh chị đọc phải đọc nhiều lần cho đến khi nào mà mình thuộc lòng luôn đó thì mới là good, mới là được. Thế okay. Dạ, không nghe cũng hiểu là tại sao, là tại nó không đọc thì tiếng mi đọc. Phải không nè? Nó không đọc có nghĩa là nó không nghe, nhưng mà tiếng mi đọc thì tiếng mi nghe, phải không? Đấy, tiếng mi đọc trong đầu trước khi nó đọc nữa. Anh chị đồng ý không nè? Tại mình thuộc rồi, mình sẽ biết là nó sẽ nói gì. Đấy. Right? Không Khanh? Ok, nghe lời nha. School zone? What do you mean? The school zone? What do you mean? That's what she said. Ngày bảo đảm các anh chị không hiểu là cái chắc. A school zone is any street that borders the grounds of a school. Thấy không? Khanh hiểu kìa, thấy không? Yeah, tại she đọc bài. She hay là he gì đó quên rồi. Yeah, thấy không? Nói chục lần này. He, yeah. Thấy không? Khanh có đọc, các anh chị, đây là cái bằng chứng. Nhân chứng, có nhân chứng đàng hoàng. Vật chứng là cái bài học. Okay? Vật chứng là cái audio. Thấy không? Tiểu My nói sự thật mà các anh chị làm theo Tiểu My là các anh chị sẽ học tiếng Anh good. Okay? The school zone is any street that borders the ground of the school. Or where kids usually cross the street on their way to school. Okay, one more time. To school. There are signs all kids usually cross the street on their way to school. School zone? What do you mean? A school zone is any street that borders the grounds of a school, or where kids usually cross the street on their way to school. Các anh chị thấy đây là một cái speed bình thường thôi, nó không có nhanh nha các anh chị. Các anh chị nghe, I'm sorry, các anh chị nghe Âu Mỹ, bà Mỹ mà đọc đó, mà các anh chị nghe nhanh đó là tại các anh chị chưa có đọc bài này. Các anh chị chưa bao giờ nghe cái câu, những cái câu nói trong cái bài này. Thành ra các anh chị không thể nghe được. Và các anh chị cho là ồ, tại ổng nói nhanh quá, cô đó cổ nói nhanh quá. Không phải, okay. Đây là một cái nói một cách bình thường thôi, cái tốc độ bình thường thôi. Đó là, đây là Mỹ, họ thường nói chuyện như vậy. Mình cho là nhanh nhưng mà không phải. Okay. Phải không Khanh? Các anh chị thấy Khanh đọc bài nhiều lần, thành ra nói nhanh gì Khanh cũng hiểu. Đó là như vậy. Okay. Không có nhanh đâu nha các anh chị. Okay, next one. There are signs all over. Yeah.
Nhưng mà mình học tiếng Mỹ mình phải theo cái âm điệu, cái tốc độ của họ phải không? Chí câu này rất là đơn giản mà các anh chị cũng không hiểu. Đó là tại các anh chị chưa đọc bài. I'm sorry, but I didn't see them. I don't normally drive this way, and I don't. I don't normally drive this way. Ốc luộc hồi tuần rồi có trong room với Tiểu Minh à, phải không ốc luộc? Right, ốc luộc có đọc bài phải không? Yes, các anh chị thấy không? Khi mà các anh chị đọc bài là tự nhiên các anh chị hiểu liền. Xí, mặc dù đọc cách nào đi nữa mình cũng hiểu. Xí Thanh cũng cũng đọc bài nè, ốc luộc cũng đọc bài nè, thành ra đánh số 1 rầm rầm. Thành ra phải listen to me and do it please. Okay, next one. This is the long one. So, I don't understand how I could have known that there was a school here. I understand. okay, wait a minute. Tại ông cảnh sát ông chận bả lại, thành ra ông nói liền phải không? Normally drive this way, and I don't understand how I could have known that there was a school here. Chị thấy ốc luộc đánh số 1 không? Cái câu rất là dài. Mình hiểu đây, mình hiểu đại ý thôi, mình không cần hiểu từng chữ, okay? I feel very bad. Okay, next one. I understand that, ma'am. Tôi hiểu rồi, thưa bà. Tôi hiểu chuyện đó rồi, thưa bà. But it's every driver's responsibility to know the traffic laws. Không phải quảng cáo mà chỉ mình muốn nhấn mạnh cái cách học tiếng Anh là như vậy. Đầu tiên mình phải biết đọc, đọc cho đúng. Rồi sau đó mình phải đọc đi đọc lại càng nhiều lần càng tốt. Rồi thuộc lòng luôn thì càng tốt. Đó là cái step thứ hai để học tiếng Anh. Okay. Now, if you'll just give me a minute, in registration. If you'll just give me a minute, I'll be right. But it's every driver's responsibility to know the traffic laws. Now, if you'll just give me a minute, I'll be right back with your license and registration. It's a long one. Ai muốn có bài đó PM cho Khanh hay là ốc luộc hay là ai hồi nãy á,
sẽ gửi bài cho các anh chị. Cái bài này chắc mình còn phải take time, take more time to achieve it. Okay, I mean. Okay, ma'am. I'm going to give you a citation for speeding in a school zone. I already explained that I do a citation for speeding in a school zone. But officer, I'll be right back with your license and registration. No. Okay, ma'am. I'm going to give you a citation for speeding in a school zone. Dài quá đâu thành vấn đề, ăn thua là mình học từng câu mà, phải không? Mình học từng câu mà. But officer, I already explained that I didn't know it was a... Ma'am, I'm... Speeding in a school zone. But officer, I already explained that I didn't know it was a... Ma'am, I'm... Sorry about that, but you really need to pay closer attention to the signs. I already explained that I didn't know it was a... Ma'am, I'm sorry about that, but you really need to pay closer attention to the... You know what? I think I should stop here. Because I don't want to waste your time. Why you're not ready yet, at least for today. Chiều hôm, hả? Ok, tụi mình xin lỗi, chắc tụi mình phải ngừng ngay đây. Tại vì tụi mình nghĩ nếu mà tiếp tục thì mình chỉ waste cái time thôi, right? Tại vì các anh chị chưa có ready, chưa có sẵn sàng, phải không? Right? So, ok, bây giờ nó như vậy. Không biết ngày mai các anh chị có I don't know if I give you enough time to tomorrow to be ready for this one. I don't know. Because I did give you a week for this. Thường thường đó, Tiểu My cho các anh chị một tuần lễ để ready một cái bài như vậy. Cái phần listening á, Tiểu My thường cho các anh chị một tuần lễ để các anh chị về các anh chị đọc càng nhiều càng tốt. Từ đây tới ngày mai các anh chị còn nhiều chuyện để làm mà. Sao các anh chị ready được? Phải không nè? Ok, bây giờ gửi bài ra, anh chị nào chưa có bài thì PM cho Khanh hay là Ốc Luộc đi. I like them. Because they follow me. Rồi đó, thì mới cho các anh chị một tuần lễ, các anh chị đọc lại cái bài này. Okay, and this is your last chance. Okay. Chịu không nè? Các anh chị chịu không nè? Hả? Mình làm chuyện khác có ích hơn. Okay. Ai không có bài này thì PM cho Khanh hay là Ốc Luộc hay là Tiểu My cũng được. Hay là ai trong room có bài thì đánh số 1 ra, các anh chị sẽ PM cho người đó. Okay. Các anh chị lúc nào cũng muốn có bài hết trơn á. Muốn collect bài càng nhiều càng tốt rồi để đó. Mua cái tủ sắt, okay, thiệt đẹp. Mua cái tủ sắt thiệt là đẹp, mắc tiền càng tốt. Để mấy cái bài vô trong đó khóa lại. Okay.
có lợi, giống như của hồi môn để dành vậy đó. Rồi, và để dành chứ đừng có đụng tới, ok, đừng đừng đụng tới. Rồi. Và để cho mới. Phải khóa chặt lại biết không? Để mấy cái bài mình collect vô để khóa cho chặt lại á. Tại vì mình là đụng tới rồi nó bám bụi rồi nó cũ đi, ok. Nó cũ đi. Thứ hai, thứ ba đó thì học ngữ pháp. Còn thứ tư, thứ năm đó thì học nói chuyện. Khi nói chuyện gì? Có nhiều chuyện để nói, tại mình nhiều chuyện mà. Mình là người nhiều chuyện thành ra có nhiều chuyện để mới. Một lần á mình sẽ học những một một cái đề tài khác nhau. Mình nói mỗi cái đề tài đều khác nhau hết trơn. Hôm nay mình nói về cái cách mà lái xe quá tốc độ. Và cái bài này nó rất là có ích cho các anh chị bên Mỹ. Tiểu My không biết bên Canada hay bên Australia hay bên England, Tiểu My không biết làm sao. Đây là một cái sự thật xảy ra bên Mỹ. Mỗi lần mà mình lái xe quá tốc độ thì ông cảnh sát, ông sẽ chặn mình lại và ông nói những cái câu này. Có nhiều khi ổng chặn mình lại, ổng nói gì mình không biết gì hết trơn á, rồi làm sao mình năn nỉ được, phải không các anh chị? Làm sao mình năn nỉ không được, cái gì vậy? Cái bài này nó rất là có ích. Rồi khi xong mình học xong bài này, mình học qua cái đề tài khác. Cái đề tài kế đó là Tiểu My nghĩ là cái đề tài là về bệnh. Mình phải biết nói mình bệnh gì, đau bụng, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, cao máu, everything. Rồi mình sẽ đi bác sĩ, mình nói làm sao, ông bác sĩ ông nói mình cái gì, và mình phải biết trả lời, khá như vậy. Đó là cái đề tài sau cái bài này. Đó, mỗi lần mình học một cái đề tài như vậy, và mình học cách nói chuyện làm sao. Ví dụ như là một cái đề tài khác, như là đi bưu điện, mình gửi đồ, mình phải biết nói làm sao, mình gửi cách nào, khá như vậy. Hay là đi chợ, đi nhà thương. Đó, trong room này học như vậy đó các anh chị, ok. Và một cái đề tài mình phải thông qua 5 phần. Sáng nay Tiểu My nói cho các anh chị mới vào room này học với Tiểu My. Phần thứ nhất là phần tập đọc. Khi mà mình bắt chước một câu nào đó thì mình phải biết nói, phải không? Phải biết lặp lại câu đó, phải không các anh chị? Và mình phải lặp lại cho đúng, phải không? Thì đó là phần thứ nhất, là phần tập đọc. Phần thứ hai là đọc thì phải hiểu, ok. Và phần thứ ba là cái phần hôm nay mình đang làm. Và khi mà mình đọc mình hiểu rồi đó, thì mình phải đọc nhiều lần. Và khi mà mình đọc nhiều lần rồi thì mình sẽ nghe người ta nói chuyện, mình phải hiểu. Có nghĩa là cái phần listening. Mình sẽ mở một cái audio như vậy đó, về cái đề tài đó cho các anh chị nghe. Thử coi các anh chị hiểu hay không. Dĩ nhiên khi mà các anh chị đọc nhiều lần thì các anh chị sẽ hiểu, bảo đảm 100%. Thế ít nhất là không hiểu nhiều, nhưng mà cũng hiểu hơn phần nữa, ít nhất cũng 70-80%. Thế rồi khi mà các anh chị hiểu rồi, nghe được rồi và hiểu rồi, thì cái phần thứ tư cho cái đề tài đó là phần gì? Phần viết xuống. Mình phải viết được cái câu người ta nói. Đấy, nghĩa là càng ấy càng khó. Và mình sẽ viết xuống. Tại nhiều khi mình nói chuyện một cái chữ nào đó mình phát âm không có đúng, người ta không có thể hiểu, thì mình viết xuống, người ta hiểu liền. Ít nhất mình phải biết viết, phải không các anh chị? Mình đọc một cái chữ, học một cái chữ là phải nghe, hiểu, nói và viết được. Right? Đó là phần thứ tư. Mình phải biết viết xuống. Và phần thứ năm là phần khó nhất. Là phần là mình làm gì? Mình sẽ nghe lại cái câu đó. Và mình phải lặp lại. Okay? Mình phải biết lặp lại. Người ta nói sao mình biết lặp lại.
Đây là cái phần khó nhất, là phần thứ năm nó có hai phần. Thứ nhất là nghe và lặp lại. Chúng mình sẽ cho các anh chị nghe những cái đoạn ngắn thôi, chứ không phải một đoạn dài, bắt các anh chị phải lặp lại nguyên một đoạn dài, rất là khó. Một đoạn ngắn thôi. Ok. Và thứ hai nữa là mình thảo luận, mình discuss. Mình sẽ nói với nhau về cái đề tài này. Chuyện gì xảy ra? Ông cảnh sát ông làm gì? Cái cô đó cổ trả lời làm sao? Mình sẽ nói chuyện với nhau. Okay. Mình diễn tả lại, mình kể lại cái câu chuyện ở trong cái bài là phần speaking. Đấy. Thành ra một cái đề tài các anh chị phải nói, phải biết đọc nè, phải biết viết nè, phải hiểu nè. Phải không? Phải nghe được nè và phải nói được luôn. Đó là trong room này với Tiểu My ngày thứ tư, ngày thứ năm mình sẽ học những cái chuyện này. Okay. Rồi bây giờ các anh chị gửi bài, các anh chị có bài hết trơn chưa? Có ai cần bài, cần gửi xong hết trơn chưa? Giờ mình học cái khác. Thành ra khi mà các anh chị có bài này rồi, okay, thì Tiểu My cho các anh chị một tuần, chứ không phải ngày mai nha. Ngày mai is too rush for you. Cho các anh chị một tuần để các anh chị sẽ đọc cái bài này càng nhiều lần càng tốt, ít nhất là 20 lần, please. And it's your last chance. Cơ hội cuối cùng nha. Tuần sau mà các anh chị vô mà các anh chị không nghe được thì coi như là xong rồi đó. Tụi mình nhảy lên giường ngủ. Okay. PM cho ốc luộc hay là canh? Còn các anh chị muốn Tiểu My gửi bài thì PM cho Tiểu My. Let me check to see if I open the PM. Privacy. Yes. Tiểu My mở PM đó. Các anh chị nào muốn có bài PM cho Tiểu My chứ Tiểu My đâu biết nick của các anh chị đâu mà kiếm. Ok rồi, bây giờ mình học cái khác. Cũng là cái bài này, mình sẽ tập đặt câu hỏi cho từng câu. Có 3 loại câu hỏi phải không các anh chị? Yes, no question, WH and how question, and tag question. Right? Các anh chị học 3 loại câu hỏi này rồi phải không? Đợi mà chút xíu mấy vấn đề mà lễ lạc để cuối giờ thì mình sẽ nói cho các anh chị. Ok. thí dụ như câu này. Cái này hơi khó nha. Thí dụ như câu này. Các anh chị đặt câu hỏi làm sao? Có bao nhiêu câu hỏi để trả lời cái câu này? That was several blocks back. Bây giờ trước nhất là yes no question. Các anh chị đặt câu hỏi với câu này làm sao? Nhiều khi nói chuyện là khi mà các anh chị mở miệng ra, thường thường là mình làm gì? Mình đặt câu hỏi phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Mở miệng nói chuyện ra lúc nào mình cũng đặt câu hỏi. Bạn đi đâu đó? Right? Bạn có thể đi với tôi được hay không? Phải không? Bạn ăn cơm chưa? Cái gì vậy? Bạn đang làm gì đó? Bạn khỏe không? Right? Yes, đây là loại câu hỏi thứ nhất. Yes, no question. Yes, no question là loại câu hỏi gì? Là loại câu hỏi mà bắt buộc mình phải trả lời yes hay là no. Right? Bắt buộc mình phải trả lời yes hay là no. Đó là loại câu hỏi thứ nhất. What are several blocks back? Rồi, còn cách đặt câu hỏi nào nữa các anh chị?
Cái room này á, dưới chữ mi từ thứ hai tới thứ năm. 2, 3, 4, 5, yes. Thứ hai, thứ ba đó thì học grammar, là học ngữ pháp. Thứ tư, thứ năm thì học học như gì nào? Okay. Gọi là basic English. Bắt đầu từ 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thường thường tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Okay. How many blocks back? How many block back nghĩa là gì? Cái này, cái câu này chưa có rõ ràng. How far was it? Được không? Được không? How far was it? Right? Very good. Hay là that was several blocks back, wasn't? Wasn't it? Okay. Khanh nhớ không? Cái đuôi đó, cái thác đó, cái short, cái đó thì mình phải dùng chữ it. Okay. Mình phải dùng cái đại danh từ. Mình gọi nó là personal pronoun. Wasn't it? Okay. Or the several block back? No. Cái yes no question đó mình chỉ đem cái động từ to be ra phía trước thôi. Wondering. And nó là past tense, mình phải dùng cái past tense. Was that? Okay. Các anh chị học ba loại câu hỏi này rồi nha. How far was it? Phải không? Nó xa bao nhiêu? Oh, that was several block back. Còn wasn't it? Đó là thác question, là loại câu hỏi thứ hai. Là loại câu hỏi thứ ba, còn loại câu hỏi thứ hai là WH. Đây đã, để không đúng là nó kêu vậy. Là các anh chị sẽ dùng những cái chữ what, chữ where, chữ why, chữ when, chữ whose, chữ whom, chữ who, and chữ which để đặt câu hỏi. Với chữ how nữa. How far was it? Thấy không? How far was it? Hay là yes, how far was it? Khá như vậy. Ok rồi, bây giờ thí dụ câu này. I know I was doing just under 45. Đặt câu hỏi sao để trả lời câu này các anh chị? Do you know? Hay là what do you say? Phải không? What do you say? I say that I was doing just under 45. Right? What did you say? I say that I was doing just under 45. I was doing a day con, I mean I was driving. Okay? Nhiều khi mình không có cần lặp lại cái chữ drive, mình phải hiểu ngầm là bà ta đang lái xe. Okay. Hay là câu hỏi khác. Was you doing just under 45? Was you doing just under 45? Phải không các anh chị? Các anh chị phải biết cách đặt câu hỏi nhanh. Okay. Tại mình nói chuyện mở miệng ra là mình phải đặt câu hỏi. Cho một câu giản dị đi, cho một câu giản dị.
This is a school zone. Đây là khu vực trường học. Các anh chị đặt câu hỏi sao? Đặt làm ba loại câu hỏi luôn. Is this a school zone? Right, is this a school zone? Đó là loại câu hỏi thứ nhất. Loại câu hỏi thứ hai là WH and how question. How do you do it? Where is it? Phải không? Where is it? Là loại câu hỏi thứ hai. Right? Loại câu hỏi thứ ba. Yes, this is a school zone, isn't it? Isn't it? Right, đó là loại câu hỏi thứ ba. Nghĩa là mình có đến ba cách để mình đặt câu hỏi về một cái vấn đề gì đó. Ok, câu này nha. The speed limit is 25, not 45. Tốc độ trung bình là 25 chứ không phải 45. Bây giờ mình đặt câu hỏi làm sao để trả lời câu hỏi này. Loại câu hỏi thứ nhất đi. Yes, no question. Cái này mình học rồi hết nha các anh chị. Ba cách đặt ba loại câu hỏi. Yes, no, WH and how, and a tough question. Mình đều học rồi hết trơn. Nay mình chỉ ôm lại thôi. Yeah, đây là loại câu hỏi thứ nhất. Là yes, no question. Is the limit, I mean is the speed limit 25, not 45? Is, mình lặp lại y chang, ok, không có cần sửa, mình chỉ đem cái động từ to be ra phía trước là được rồi. Is the speed limit 25, not 45? Có phải là tốc độ trung bình là 25, chứ không phải là 45, phải không? Okay. Mình được quyền mình... Các anh chị lặp lại y chang cái câu, mình chỉ đổi cái chủ từ với cái động từ mà thôi. Is the speed limit 25, not 45? Right. Rồi, bây giờ tới WH and how question. Thường thường học nói chữ how nha, mà mình phải nói chữ what. Khi mà trả lời câu hỏi what thì mình sẽ dùng chữ what. Khi mà trả lời câu hỏi cái gì thì mình sẽ dùng chữ what. Còn khi nào trả lời câu hỏi thế nào thì mình sẽ dùng chữ how. Các anh chị không được lẫn lộn cái tiếng Việt. Nhiều khi mình hiểu theo tiếng Việt rồi mình dịch ra tiếng Mỹ là sai. Thí dụ như người ta nói là the population of the city, hay là the city of population is 25,000. The city population is 35,000. Dĩ nhiên là city rồi, mình đang nói về cái thành phố này. Ví dụ cái câu này đi. The population is 35,000. Thì các anh chị đặt câu hỏi là how hay là what? Các anh chị đặt câu hỏi với cái để trả lời câu này là how hay là what? Hả? No. Các anh chị sẽ đặt là what, okay? Tại vì cái dân số của cái thành phố này là bao nhiêu, phải không các anh chị? Mình phải hiểu, các anh chị đừng có hiểu theo tiếng Việt, mình phải nói là bao nhiêu, right? Chứ không phải là thế nào. Đồng ý không nào? Right? And then mình sẽ dùng chữ what. Cho nên mình sẽ nói là what is the population? No. Các
cái số trả lời. Dầu không có nói là how many, đó là các anh chị hiểu theo tiếng Việt, hiểu theo tiếng Việt, okay, hiểu theo tiếng Việt. What is the population? Nghĩa là cái dân số này là con số mấy đó. Mình hiểu, tại vì mình hiểu theo tiếng Việt là bao nhiêu, thành ra các anh chị dùng how many, okay, là dân số bao nhiêu, yeah, okay, là dân số bao nhiêu chứ không phải là bao nhiêu. Cái nó đòi hỏi cái con số là bao nhiêu chứ không phải nó đòi hỏi thế nào. Ok, nó không không phải đòi hỏi thế nào. The speed limit is, nhiều khi tiếng Việt cũng không có hiểu rành cái nghĩa tiếng Việt nói làm sao, nghĩa tiếng Mỹ dịch ra tiếng Việt nói làm sao, tiếng Mỹ không hiểu rồi. Nhưng mà tiếng Mỹ chỉ nói theo cái cách mà tiếng Mỹ nói thông thường, mọi người nói thông thường như vậy thôi. Ok, thành ra nhiều khi các anh chị hiểu theo tiếng Việt mà tiếng Mỹ chưa có hiểu kịp ý của các anh chị. Các anh chị hiểu tiếng Mỹ nói gì phải không? Ví dụ nó the speed limit is 45, thì mình sẽ đặt câu hỏi là what is the speed limit, chứ mình không có đặt câu hỏi là how many is the speed limit hay là how is the speed limit. Các anh chị hiểu điều này không phải không? Cái chữ how many ở đây mình hỏi để ra kết quả, một cái kết quả, cái con số gì đó, thì mình dùng chữ what. Cái này thì được. There are five people in the room. In the room. Thì câu này các anh chị được quyền đặt câu hỏi là how many, tại nó nói rõ ràng là có bao nhiêu người. Ok, thì ở đây thì các anh chị được quyền đặt câu hỏi là how many people in the room, are there in the room, I mean. Ví dụ câu này, he is 5 feet tall. No, không đặt câu này được. Ví dụ câu này đi. Yes, is. He weigh 150. Khó kiếm cái ví dụ cho các anh chị quá. Nghĩa là người ta hỏi cái con số nào đó là bao nhiêu thì mình phải dùng chữ what, chứ mình không có dùng chữ how many. Ok, tưng 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 tưng. Thế đại khái như vậy đi, các anh chị hiểu, các anh chị hiểu tới đây dùm thử mi đi. Ok, nói thêm nữa hồi thử mi bí á, không biết cắt nghĩa cái anh chị sao. Nói tóm lại, khi mà người ta hỏi cái con số á,
The populace is 35,000. Thì mình phải đặt câu hỏi là what is the population? Còn ta nói là the speed limit is 45. Thì mình phải nói là what is the speed limit? Chứ mình không có nói là how many is the speed limit? Mắc cười thì thôi á. Nếu mà nói how many thì không được. Okay? Thì không được. What is your weight? Thì được. Mình hỏi về một cái danh từ thì được. Okay? Đó là thường thường là nói vậy mà các anh chị nói theo các anh chị thì là các anh chị nghĩ theo theo Việt Nam. Okay? Rồi các anh chị dịch ra tiếng Mỹ thì tiếng Mỹ chịu thua. Ok rồi, bây giờ đặt câu hỏi câu này. Ba cách luôn nha, ba cách. Mình chào các anh chị mới vào room. Chào các bác. A school zone is any street that borders the grounds of a school. Đặt ba cách luôn, ok? Yeah, tí mi không biết. Tí mi kinh nghiệm làm sao tí mi chia sẻ các anh chị. Còn nói hiểu theo tiếng Việt làm sao tí mi không có hiểu lắm, ok? Hiểu theo nghĩa tiếng Việt sao, hiểu theo nghĩa tiếng Anh sao, rồi các anh chị dịch từ cái này qua cái kia thì nhiều khi nó nghe funny thì thôi á. Giống như là tiếng Việt nè, ok, để thí dụ. Bạn ở đâu vậy? Bạn ở trên đường nào vậy? Ồ, tôi ở trên đường Trần Hưng Đạo. Ok, tôi ở trên đường Trần Hưng Đạo, các anh chị dịch làm sao nè? Hả? Tôi ở trên đường Trần Hưng Đạo, các anh chị dịch làm sao? Dịch ra tiếng Mỹ đi. Bạn ở trên đường nào vậy? Tôi ở trên đường Trần Hưng Đạo. Dịch tiếng Mỹ đi, please. Không. See, I am in Trần Hưng Đạo Street. Đó là wondering dịch theo tiếng Mỹ. I mean dịch theo Việt Nam. Nghĩa là nghĩ theo Việt Nam rồi dịch ra tiếng Mỹ. Tiếng Thái cũng vậy luôn. Okay. Lovely baby, đúng. Người Mỹ họ nói như vậy đó. I live in Trần Hưng Đạo Street. Okay. Hay là I am on cũng được. No, I live in Trần Hưng Đạo Street. Chứ không phải nói là I am on Trần Hưng Đạo Street là gì, phải không các anh chị? Hay là một câu khác, bạn là con thứ mấy trong gia đình, các anh chị dịch sao? Hả? Bạn là con thứ mấy trong gia đình, các anh chị dịch sao? Có nhiều khi tiếng Việt nói khác mà tiếng Mỹ nói khác. Bạn là con thứ mấy trong gia đình, các anh chị dịch sao? Hỏi người ta như vậy á, thấy không? What are you in your family? Bạn là cái thái gì trong nhà của bạn? Khi mà mình hỏi what are you, what are you là cái câu đó nó rất là cruel nha các anh chị. Mình sẽ dịch là bạn là cái thái gì. What are you? What do you think you are? Okay, like, what are you? Right? What are you in your family? No. No. Thấy không? Các anh chị hiểu ngay y chang tiếng Mỹ dịch tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Mỹ. Không có, ở bên Mỹ này không có hỏi bạn là con thứ mấy ở trong gia đình, mà người ta sẽ hỏi là are you the youngest one in your family? Hay là are you the oldest one in your family? Là tìm ra là mình là con thứ mấy rồi. Có phải bạn là con nhỏ nhất ở trong nhà không? Có phải bạn lớn nhất ở trong nhà không? Đây là cách người Mỹ họ hỏi mình. Thì nếu mình phải thì mình nói yes, I am. Còn nếu không phải thì mình nói no, I'm not. I'm the fifth one in my family. I'm the first one in my family. Okay? Đó,
Chứ họ không nói là what are you in your family. Phải không các anh chị? Thành ra nhiều khi đó, cái cách mình nói tiếng Việt nó khác, nhưng mà qua cái cách Mỹ lại nói khác. Okay? Lại nói khác. Mình chỉ cần hỏi, are you the youngest one in your family? Là are you the oldest one, eldest one in your family? Là mình tìm ra cái người đó thứ mấy liền. Phải không? Yeah. Hay là cái câu mà my family. Các anh chị dịch tiếng Việt nè. My family, family has four people. Đây là các anh chị nói y chang như tiếng Việt dịch ra tiếng Mỹ. Gia đình tôi có bốn người. Gia đình là chỉ là một cái danh từ trừu tượng, là một cái nhà thôi. Okay. Thì làm sao nó làm sở hữu được cái gì? Phải không các anh chị? Các anh chị nói my house has four people hay là my family has four people, đâu có nói như vậy được. Gia đình tôi có bốn người dịch y chang như tiếng Việt ra tiếng Mỹ. Nhưng mà Mỹ người ta nói là there are four people in my family. Okay. Đó, nói như cát nói vậy đó. There are four people in my family. My hand has five fingers. Tại sao không nói là I have six fingers in my hand? Năm năm ngón thì thường quá rồi, mình phải nói là I have six fingers in my hand. Phải không các anh chị? Đây là cái cách nói, chứ mình không có nói là my hand has five fingers. Cái hand của mình nó đâu có làm sở hữu. Các anh chị nhớ, đồ vật không có làm sở hữu được. Sẵn đây tiếng Mỹ chia sẻ các anh chị luôn. Cái chìa khóa xe các anh chị nói sao nè? Cái chìa khóa xe anh chị nói sao nè? Giờ yeah, phải biết cách nói của Mỹ. Cái chìa khóa xe phải nói cả car key, right? Không phải key car nha. Ok, không phải key car mà là car key, dứt tách rời ra. Anh chị nhớ cái điều, cái nào quan trọng mình để ở phía sau, please nhớ nha. Cái nào quan trọng để ở phía sau. Mình nói chìa khóa xe, mình đang nói chìa khóa hay là mình đang nói chiếc xe? Tiếng Mỹ chia sẻ các anh chị phần này, tại có nhiều người ưa lẫn lộn, không biết cái nào để trước, cái nào để sau. Chìa khóa hay là mình đang nói về chiếc xe? Yeah, mình đang nói về cái chìa khóa, thành ra mình để nó ở phía sau, phải không? Right. Rồi, chiếc xe mình sẽ để ở phía trước. Chiếc xe chỉ là phụ thuộc, là bổ nghĩa vô thôi. Right. Nhớ nha, cái nào quan trọng để phía sau. Rồi, tài xế xe bus. Ông ta là một người tài xế xe bus. Tài xế xe bus, anh chị nói sao nè? Yeah, chìa khóa nhà là house key. Tài xế xe bus, các anh chị nói sao? Right, mình đang nói về cái người tài xế, chứ mình không có nói về chiếc xe bus. Cái người tài xế là cái điều mà mình muốn nói tới, thành ra mình để phía sau. Rồi, không phải driver bus nha. Đặng Thu Phương, listen to me please. Mình đang nói về cái ông tài xế, chứ mình không có nói về chiếc xe bus. Đúng không? Thành ra mình để nó ở phía sau, rồi xe bus mình để phía trước. Right. Hai cái này, race horse and horse race, thì cái này các anh chị hiểu sao? Cái gì phía sau là cái chánh, cái gì phía trước là cái phụ, right? Hay là race horse có nghĩa là nói về con ngựa, cái okay, con ngựa đua, right?
Còn race á, là nói về cái cuộc đua ngựa. Ngựa đua và cái cuộc đua ngựa. Khi ngựa đua và cái cuộc đua ngựa. Okay. Rồi các anh chị nắm vững chưa? Tại sao ở bên Việt Nam mình nói là Nguyễn Maria, mà bên Mỹ lại nói là Maria Nguyễn? Tại vì last name là quan trọng hơn cái first name. And that, cái last name thường thường ở phía sau. Ok. Tổng thống Mỹ Obama. Đố các anh chị biết cái Obama này là last name hay là first name? Huh? Answer me please. Mọi người đều nói là Obama, right? Đó là cái last name của ông. Ok. Thành ra một ông tổng thống mình phải kính trọng, mình phải quan trọng, mình phải respect bằng cách là mình phải gọi cái last name. Mình không được quyền gọi cái first name của ổng. Trong gia đình có thể, trong gia đình vợ con ổng có thể gọi ổng là bằng Barack, là cái first name. Nhưng mà tất cả mọi người còn lại ở ngoài bắt buộc phải gọi bằng cái last name, là tại cái last name là cái quan trọng. Ok. Phải không nè? Thành ra khi mà các anh chị gặp một ai ở ngoài đường, các anh chị hỏi họ tên gì, what's your name? Oh, my name is Tom Harris. Oh, I'm so glad to meet you, Mr. Harris. Chứ không có được gọi ổng là Tom. Nếu mà các anh chị muốn gọi cái first name thì các anh chị phải gọi chung với cái last name luôn. I'm so glad to meet you, Mr. Tom Harris. Okay? Phải gọi cả, nếu gọi người ta bằng first name thì phải gọi luôn cái last name đi sau luôn. Okay? Thành ra nói tóm lại, gặp bất cứ ai lạ, ok, chưa có quen, chưa có thân thuộc, các anh chị phải gọi bằng cái last name. Ở trong trường cũng vậy nữa. Cái ngày đầu mà đi học mà gặp teacher đó, ví dụ tên của ổng là Tom Harris, cái ngày đầu đi học đó, thì mình phải nói là yes sir, hay là yes Mr. Harris. Ok, mình không có nói là yes Tom. Nhưng mà later on, cả một năm học quen rồi thì mình có thể gọi ổng là Tom. Tom, can you help me? Ở bên này á, nếu mà quá thân thuộc thì gọi cái first name là thường nha các anh chị, ngay cả người lớn cũng vậy nữa. Ví dụ ông hàng xóm, ổng tên là như ông hàng xóm của Timmy, ổng tên là Scott. Scott gì đó, quên rồi. Scott William hay là gì đó, quên rồi. Ra Timmy với ổng rất là quen, thành ra gọi ổng là Scott. Scott, could you help me? Thế như vậy là quá thân thuộc rồi. Nhưng mà mới đầu lạ mà các anh chị kêu cái first name của người ta là người ta sẽ bực mình liền á. Do I know you? Trong bụng họ sẽ nói tôi rất là bất lịch sự các anh chị. Okay. Thành ra cái điểm chánh ở đây các anh chị nhớ, cái quan trọng thì để phía sau. Thành ra cái last name nó quan trọng. Thành ra thường thường viết tên theo Mỹ thì phải đảo ngược lại tên để phía trước. Okay. Rồi trở về một cái đề tài khác, một cái vấn đề khác, trở lại cái vấn đề mà car key. Chìa khóa chiếc xe. Chìa khóa của chiếc xe, phải không các anh chị? Thành ra cái chìa khóa là một cái đồ vật. Mình không được quyền dùng cái sở hữu cách, chỉ có người ta mới được dùng quyền cái sở hữu cách. Sở hữu cách có nghĩa là cái dấu phẩy and cái chữ S, apostrophe and S. I mean sorry, apostrophe and S. Mình không có được viết như gì, car key. Từ từ, tiếng Mỹ cắt nghĩa.
Thay vì mình nói chìa khóa của chiếc xe thì mình có hai cách dùng. Ok. Cách thứ nhất đó, nếu mình không được quyền dùng cái sở hữu cách là apostrophe and chữ s, we add it. Ok. Thì mình phải thế bằng chữ of. Mình sẽ thế bằng chữ of để mình khỏi có dùng cái dấu nháy và chữ s. Thì mình sẽ nói là the key of the car. Ok. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì mình sẽ dùng cái mà nó gọi là compound noun. Anh chị nhớ compound noun không? Mình học trong cái bài danh từ á. Có nghĩa là hai hoặc ba chữ hợp lại thành một unit, thành một nghĩa mà thôi. Đó không? Và cái chữ nào chánh thì mình phải để phía sau. Và là cụm danh từ đó. Thành ra cách thứ hai là mình sẽ dùng cái cụm danh từ compound noun là cách này. Right? Tại vì đồ vật mình không có được dùng cái sở hữu cách, tại nó đâu có làm được cái gì đâu mà nó possess cái đó được. Phải không? Cái này thì được nè, tiểu mi car key. Được. Cái chìa khóa xe của tiểu mì thì được. Phải không nè? Right. Và đặc biệt khi mà là người ta rồi đó, là people rồi đó, thì mình không có được viết như gì. Ok. Tiểu mì khó khi mình không có được quyền viết như vậy, mà mình để cái sở hữu cách vô cái chỗ người ta. Các anh chị hiểu điều này phải không? Khi mà người ta mình là quan trọng, mình được quyền để cái sở hữu cách vô. Còn kiểu mi khó khi như viết như vậy là sai. Okay. Hoặc là các anh chị có thể viết được khó khi of kiểu mi. Không ai làm như vậy hết trơn. Mặc dầu văn phạm không có gì sai, nhưng mà các anh chị làm như vậy là các anh chị không tôn trọng các anh chị. Tại vì mình được quyền làm cái chuyện đó, tại sao mình không làm? Trong khi mà đồ vật nó không được làm. Phải không các anh chị? Thành ra mình là người ta, thành ra mình được quyền dùng cái sở hữu cách là dấu nháy và chữ S. Tiểu Miss Cocky. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Cái bàn nó có bốn cái chân, hay là bốn cái chân của cái bàn, các anh chị nói sao? Bốn cái chân bàn, các anh chị nói sao? Cái chân của cái bàn, các anh chị nói sao? Cái một cái chân của cái bàn nó bị gãy, các anh chị nói sao? Cái chân của cái bàn. Yes. Mình không có được nói là leg table. Không được nói như vậy. Ok. Yeah, có hai cách mình nói. The leg of the table hay là the table leg, hai cách. Không được để cái sở hữu vô. Ok. Rồi, and what else? Các anh chị còn có thắc mắc gì hay không? Hả? Nói lại nè. Tuần sau đó thứ năm là Tết phải không? Thứ năm là Tết phải không? The New Year. Tuần sau thứ năm là Tết. Thành ra tuần sau á mình sẽ nghỉ thứ tư thứ năm. Okay. Còn thứ hai thứ ba thì không biết. Các anh chị có muốn học thứ hai thứ ba không? Tuần sau không? Không phải hả? Oh, Sagittario. Nói như vậy không đúng nha. Thứ hai, thứ ba các anh chị có muốn học hay không? Còn thứ tư, thứ năm thì nghỉ for sure. Tại thứ tư, thứ năm là Tết rồi. Ok, cảm ơn Hoa Hải Anh. Học hả? Học thứ hai, thứ ba luôn hả? Thứ tư, thứ năm thì nghỉ, ok. Thứ tư, thứ năm thì nghỉ for sure.
Okay, thứ hai, thứ ba thì học grammar. Okay, I think we should dismiss early today then. Hôm nay mình nghỉ sớm nha, tại Tiểu My chán các anh chị rồi. Chán các anh chị rồi, không muốn gặp các anh chị nữa. Okay. Tại các anh chị không chịu học bài. Tại sao hả? Tại các anh chị không chịu học bài. Không chơi với các anh chị nữa. Chơi với các anh chị nữa. Học tiếng Anh là buồn ngủ. Thôi đi, hứa nhiều người hứa mấy lần rồi. I'm serious, okay? Nói nghe nè. Các anh chị nào không có bài hôm nay thì PM cho Trang nè, em Minh Khanh nè, Ốc Luộc nè, với ai nữa đó. PM anh chị nào có bài đánh số 1 ra để cho các anh chị khác, PM cho các anh chị. Và cái bài này á, các anh chị sẽ đọc. Oh, we have to, you have 2 weeks to do it, okay? Các anh chị có 2 tuần để đọc cái bài này ít nhất là 50 lần, giờ mình phải lên giá mới được. 1 tuần 20 lần, ít nhất là 40 lần đi. Khi các anh chị có hai tuần để đọc cái bài này ít nhất là 40 lần. Khi và bảo đảm lần sau các anh chị vô các anh chị sẽ nghe và hiểu, bảo đảm 100% luôn á. Person là một người là singular. People là nhiều người, là plural. He is a person who knows me. Cái gì vậy? There are 5 people in the room. People là số nhiều, còn person là số ít và là một người. Okay? Yeah, khi mà các anh chị thuộc luôn là rất là good. Là tại vì mình thuộc luôn thì mình nói chuyện ra là mình nhớ liền, phải không nè? Phải. Who knows me? Knows có S nha. Who knows me? Okay. Sau Tết vô đó thì tụi mình mở lại cái audio. Thì nếu mà các anh chị có đọc bài nhiều lần thì bảo đảm các anh chị hiểu. Không tin làm thử đi. Thôi làm thiệt đi, đừng có làm thử. Ok, làm thiệt đi. How much là how much là dùng cho những cái danh từ không đếm được, còn how many là danh từ đếm được. Ok. Cái bài này là Tiểu My ăn cắp của cô Hạt Cát đó. Các anh chị cũng có thể search ở trong cái forum. Còn không thì nếu các anh chị muốn Tiểu My gửi cho các anh chị cũng được. Gửi cho các anh chị cái file cũng được. How much and how many hả? Dễ mà. Các anh chị khác cho thí dụ how much and how many đi. How many books do you have? How many book do you have? How much sugar do you want? Keep. How many book do you have? How much sugar do you want in your coffee? Yeah, how many là theo sau những cái danh từ đếm được. How many boyfriends do you have, right? How much sugar do you want in your coffee? How much is the hat cost? I mean, how much does the hat cost? Okay. Yeah, đại khái như vậy. Lovely baby, huh?
Lovely baby muốn vô forum đó thì trước nhất phải sign in, phải register, có nghĩa là mình tạo một cái email và một cái nickname, hay là mình gọi là nó là cái ID user đó, user ID đó, rồi mình tạo một cái email, rồi mình cũng mới sign in thôi, có nghĩa là mình open an account, okay? Yeah, how much does the hat cost? Yes. Lovely baby làm như vậy. Nhưng mà nếu okay, I think we dismiss now. Anh chị nào muốn có cái file hay là có cái bài hôm nay thì cứ PM cho Tiểu My. Tiểu My sẽ gửi cái audio tape cho các anh chị cũng được. Với Tiểu My không bao giờ Tiểu My giấu giếm hay là để dành gì cho Tiểu My hết trơn á. Cho hết cho các anh chị luôn. Okay. Muốn gì được đó, ngoại trừ đừng muốn Tiểu My là được rồi. I'm not available for anyone, okay? 100 đồng hả? Muốn cái gì mà Tiểu My có kìa, okay? Còn muốn cái gì mà Tiểu My không có thì sao Tiểu My cho được hả? Tiểu My nghèo thế mồ. Muốn cái gì mà Tiểu My có kìa, Tiểu My cho hết, okay? Gửi audio hả? Ok, nhận file nha. Let's see. Để lôi nó ra ngoài mới được. Lôi cái file nó ra ngoài mới được. Ok, chuột ESL chứ. Cái audio này đó nó cũng không có good cho lắm, nó bị echo đó. Thành ra tôi mới tính là thâu lợi á. Thâu lợi á. Do you want it anyway, Trang Phạm? Tại lúc Tiểu My thâu, Tiểu My quên quên tắt cái echo đi, thành ra oh no no no, thành ra nó nghe nó cũng không có được good cho lắm. Let me bring it down. Yeah. Trang Phạm muốn anyway right? Cũng muốn phải không? And let me bring it up. Okay, then send all file and browses in the desktop. Nhiều quá vậy nè. Các anh chị nhớ tối Chủ nhật nha, 8 giờ nha, cô Hạc Cát có party cho các anh chị. I just remind you that. Từ từ để Tiểu My kiếm cái đem ra ngoài rồi mà. It's right here. Ok, gửi cho Trang Phạm rồi đó. Đợi Tiểu My một chút xíu, các anh chị từ từ nha. Send. Ok, gửi cho người này luôn. Các anh chị nào muốn có cái audio đó thì PM cho Trang Phạm nha. Tiểu My chỉ cần Trang Phạm không có chịu không. Trang Phạm deny Tiểu My rồi. Ok, bây giờ tới Bear nè. Tới Bear nè. Bear nhận file đi. Ai muốn có cái audio thì PM cho Tiểu My, please. Bear nhận file đi. Rồi. Ai muốn có cái audio thì PM cho Bear 410 luôn nha. 410 luôn. Ok. Bear nè, 410 nè, đó PM cho người này. Ok, rồi bây giờ tới tính
Okay, Angry Tiger, nhận pha đi. Angry Tiger. Ok, rồi, đã có rồi. Bây giờ tới Khanh nè. I woke up 5:30 p.m. to angry. Very angry. Angry Tiger. 15. Ok, là hai người. Rồi, ai nữa ta? Đến Khanh nè. Khanh nhận file nha. Khanh nhận đi. Khanh 32 nhận đi. PM cho Tiểu My đi rồi Tiểu My sẽ gửi. Ok, không PM Tiểu My đâu. Kiếm nick của các anh chị à. Các anh chị PM liền tại chỗ nha, chứ còn gửi trong email Tiểu My không có giờ đâu. Xong là Tiểu My chạy liền á. Khanh nhận file đi. Ok, bây giờ tới giọt mưa thu. Giọt mưa thu nha. Send a file. Rồi giọt mưa thu nhận đi. Rồi bây giờ tới Dream. Các anh chị PM mà không chịu nhận file. À, Sea Wave. Rồi tới Hiền Nguyễn. Biết tại các anh chị PM cho Tiểu My nhiều quá, Tiểu My gửi không được hay sao, không thấy ai nhận file hết trơn. Không thấy ai nhận hết trơn. Không nhận thì Tiểu My off nữa. Bây giờ Ngọc Bích nè, sau khi Ngọc Bích nhận file rồi Tiểu My mới, Tiểu My mới gửi cho người kế. Ngọc Bích nhận file xong nha, rồi Tiểu My gửi cho người kế. Em các anh chị khác PM cho các anh chị khác luôn đi. Một mình Tiểu My sao gửi cho các anh chị hết được. Ngọc Bích nhận trước đi. Yes, okay, Angry Tiger làm vậy giùm Tiểu My đi please. Giờ Tiểu My phải chạy rồi. No, không chịu làm nữa. Không ai nhận file hết trơn. Giờ Tiểu My không làm gì được hết trơn. Okay, giờ Tiểu My phải chạy rồi. Các anh chị giờ PM cho Angry Tiger đi. Mình bàn giao đi. Các anh chị PM cho Angry Tiger đi. Rồi PM cho ai hồi nãy nữa quên rồi. Ai hồi nãy nữa đó. Ai hồi nãy nữa đó. Bear nè. Angry Tiger nè. Ok. Ok, and that's it for today. And what else?
Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá mỗi ngày mà đem Việt Nam vui vẻ. How much? No, không có nói gì vậy. How much is, how much does that cat, that hat cost? How much does it cost? Hay là how much does that cat, I mean that hat cost? Ok, thôi các anh chị, Tiểu My phải chạy rồi, đói bụng quá. Các anh chị phải đi ngủ hết trơn á, phải không? Bên các anh chị 11 giờ rồi, đi ngủ hết đi. Okay. And gặp các anh chị ngày mai nha. Ngày mai mình còn một giờ học nữa, phải không? Ngày mai mình còn một ngày học nữa. Ok, sớm đâu. Bên các anh chị 11 giờ rồi, trễ rồi. And Tiểu My gửi mai lại cho ớt nha. Cảm ơn các anh chị. Ồ, bây giờ nghe chưa? Ồ, nghe rồi hả? Hay, may quá. Vậy Bear với lại nào Nguyễn Phu gọi vào nha.